Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, hôm nay đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiếp xúc với cử tri phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã phản ánh tình hình vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, tình trạng mất an toàn giao thông tại các tuyến đường hẻm, vấn nạn hút cát, ô nhiễm môi trường ở bãi sau cũng được cử tri phản ánh. Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh nguồn nước của tỉnh và công tác quy hoạch cán bộ. Trước đó, tiếp xúc với 120 cử tri phường 2 thành phố Vũng Tàu, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, ghi nhận những phản ánh của cử tri liên quan đến việc chậm trễ trong công tác giải tỏa và quy hoạch tại khu vực ao cá tại phường 2, tình trạng đường dây điện, cáp điện thoại, truyền hình dàn mắt chằng chịt gây mất mỹ quan trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đặc biệt là tại các khách sạn, nhà nghỉ, tình trạng xe ô tô đậu tại khu vực chợ Xóm Lưới gây ách tắc giao thông, quán bia club khu vực đường Nguyễn Trường Thộ, Hoàng Hoa Thám gây tiếng ồn và thường xuyên xảy ra mất an ninh trật tự. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri phường 5 thành phố Vũng Tàu. Tại đây, cử tri phản ánh tình trạng rác sinh hoạt trong khu dân cư bị ứ động, phản ánh những sai phạm của công ty cổ phần cáp treo Vũng Tàu, tình trạng người dân xây dựng công trình trái phép trên núi lớn. Cử tri cũng phản ánh tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Cử tri cũng kiến nghị nâng chế độ phụ cấp dành cho đại biểu Hội đồng Nhân dân không chuyên trách ở cấp phường. Một số cử tri cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng các tàu cá đánh bắt trái phép vi phạm vùng biển. Tiếp xúc với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri xã Tốc Tiên, thị xã Phú Mỹ phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý chất thải tập trung 100 hectare Tốc Tiên vẫn chưa được khắc phục và phản ánh tình trạng xuống cấp của trường mầm non Tốc Tiên. Trong lĩnh vực giao thông, cử tri đề nghị lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến đường 81 để xử lý các trường hợp xe chở vật liệu quá tải, chạy quá tốc độ, gây mất an toàn giao thông, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm nâng cấp mở rộng đường 81. Gặp gỡ với đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện Đất Đỏ, cử tri xã Long Tân và thị trấn Đất Đỏ kiến nghị một số vấn đề như thay mới đường dây điện trung thế từ trạm y tế thị trấn Đất Đỏ đến trường tiểu học Nguyễn Thị Hoa, thị trấn Đất Đỏ, cắm mốc làm rõ ranh giới giữa đất hồ suối môn và đất người dân, bố trí thêm tuyến điện chiếu sáng từ trường tiểu học Nguyễn Thị Hoa đến tuyến đường giáp quốc lộ 55, thị trấn Đất Đỏ, xem xét cho người dân tách thửa đối với những thửa đất đang bị quy hoạch treo. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện Long Điền đã có buổi tiếp xúc với gần 200 cử tri thị trấn Long Hải. Tại đây, cử tri đã phản ánh những vướng mắc trong giải quyết chế độ cho cựu chiến binh làm thủ tục thương bệnh binh, tình trạng đường giao thông nông thôn chưa hoàn thiện gây khó khăn cho người dân lưu thông.